Kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Cây Giống Anh Trung ạ. Hôm nay em giới thiệu với quý cô bác, quý anh chị và các bạn cái cây trà là và một số cây công trình. Một số cây công trình, cây cảnh quan bóng mát mà từ trước đến giờ nhà vườn em vẫn làm. Đây là cây trà là nhé các cô bác, anh chị nhé. Trà là thì có rất là nhiều loại ạ. Có trà là Trung Đông và hiện tại thì trên thị trường thì cũng đang bán hầu như toàn là trà là Trung Đông. Trà là này có thể làm cảnh quan rất là đẹp. Có trà là Thái và trà là Mỹ. Cái trà là Thái với trà là Mỹ thì thuộc dạng là trà là ăn quả. Cái trà là Thái thì quả nó vàng, còn trà là Mỹ thì quả nó đỏ nhé các cô bác anh chị nhé. Trà là Mỹ thì quả nó đỏ. Đặc biệt là cái trà là Mỹ ấy, quả đỏ như là mọi người mua ở siêu thị ấy. Ăn nó không bị, nó không có vỏ. Quả nó cũng rất là to. Nhưng cái trà là Mỹ thì hiện tại thì chưa có cây lớn ạ. Đợt tới em sẽ đặt một ít cái quả của cái trà là Mỹ đấy. Và em lấy cái hạt để em nhân giống. Thì hôm nào mà cái quả đấy về em sẽ quay cho các cô bác, các anh chị và các bạn xem. Đây là những cái cây trà là lóng từ 3 mét trở lên, hơn 3 mét. Cây thì cái gốc nó vanh vào tầm khoảng 125 đấy, đường kính vào khoảng 40 ấy ạ. Cái trà là thì các cô bác anh chị có thể trồng cảnh quan rất là đẹp. Anh chị nào mà làm hàng công trình nhé thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0977 516 966, em báo giá. Nhà em thì không chỉ nguyên những cái dòng cây nhập khẩu hoặc là những cái cây giống không, em còn làm rất là nhiều cây bóng mát với cây công trình nữa. Và đây là cây sa la. Cây sa la nhé các cô bác anh chị nhé. Đấy, cây rất là lớn. Và đây em đang quay cho mọi người xem, ở đây là cây vú sữa. Cây vú sữa công trình. Cái cây này đường kính nó vào tầm khoảng 30 cm. Đường kính tầm khoảng 30 cm. Thân rất là thẳng. Và đặc biệt là trên cây có những rêu và có những cái cây lan rừng ấy, nó bám rất là đẹp mắt. Đấy. Cây nhà em thì hầu như là dâm ủ kỹ hết rồi. Đấy, cây nào cũng đẹp ạ. Đây, một cây này nữa, đây cũng là cây vú sữa công trình nhé các cô bác anh chị nhé. Cây một thân và cái cây này thoát thân 3 mét nên bắt đầu ra cành tán rất là đẹp. Cây thì dâm ủ kỹ rồi, vì thế mà mọi người về trồng làm bóng mát hay cây công trình thì rất là yên tâm. Cái hàng này như nhà em trồng, em cũng nhận bảo hành, không vấn đề gì cả. Có nhiều loại cây mà kiểu nó khó ấy, thì em cũng không nhận bảo hành đâu. Nhưng mà riêng những cái cây nhà em đã dâm ủ như thế này ấy, thì nhận bảo hành thoải mái luôn ạ. Cái cây kia thì gốc đường kính nó phải khoảng hơn 30, tổng chiều cao. Tổng chiều cao phải khoảng hơn 6 mét. Đấy. Cây tán rất là đều và đẹp ạ. Và giới thiệu với các cô bác anh chị, bên kia là cây bằng Đài Loan. Cây bằng Đài Loan cũng rất là to cao. Phía kia cũng toàn là bằng Đài Loan nhé cô bác anh chị nhé. Toàn là bằng Đài Loan và có cả cây cọ gai nữa. Và anh chị nào mà làm những cái dòng cây công trình nhé, mà cần những cái hàng size to như thế này thì cứ liên hệ với em nhé. Cây thì nhà em thì hầu như cây gì cũng dâm ủ ổn định, vì thế mà mọi người khi mà làm công trình những cái cây bên em thì cứ yên tâm ạ. Cây
rất là lớn, đặc biệt là được dâm ủ kỹ, cho nên khi mà mình đi làm công trình thì cây nó sẽ không bị chột và đặc biệt là nó sẽ phát triển rất là tốt. Em đang quay, hôm nay trời rất là nắng. Đây, đây cũng vẫn là vú sữa nhá. Đây vẫn là vú sữa. Cây vú sữa này thì gốc rất là to. Cái cây này đường kính gốc phải khoảng 60. Đường kính gốc khoảng 60 ạ. Cô bác anh chị mà cần những cái cây khủng như thế này thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0977516966 ạ. Cây khủng này gốc rất là đẹp. Gốc rất là đẹp luôn ạ. Chung là vườn thì rất là nhiều loại. Còn đây là cây nho thân gỗ nhé các cô bác anh chị nhé. Đây là cây nho thân gỗ hai vụ ạ. À, còn gọi là cây nho thường đấy. Cái cây này thì dáng lúc nào cũng rất là đẹp. Dáng bao giờ cũng rất là đẹp. Mỗi tội là nó không ra quả quanh năm thôi. Còn dáng cây nào cũng rất là đẹp luôn. Đây, vườn thì rất là nhiều cây công trình. Các cô bác anh chị mà cần những cây nào, cần những cái loại gì trồng công trình bóng mát thì cứ liên hệ với em nhé. Đây vẫn là cây sa la. Cái cây sa la này cũng rất là được nhiều người ưa chuộng để trồng làm bóng mát, bởi vì cái lá của nó rất là to và xanh. À, còn đây là cây móng bò ạ, còn gọi là cây ban tím ấy. Đó. Oh, em xin phép được dừng video tại đây nhé. Chúc các cô bác anh chị xem video vui vẻ ạ. À, mọi người cần bất cứ các loại cây gì thì cứ liên hệ với em nhé.